bắn làm trận vô súng đổi gió với anh em tí cũng được, cùng với Vũ. Quả đấy mới méo thì sao rồi, sẽ chơi một set súng á. Còn một, còn một Penta kill. Ui, 39, 97 máu kìa. Ok, 5 mạng rồi, tạm thời thì Linh Nhọ đang giữ vị trí đầu tiên. Tranh thủ, tranh thủ bây giờ phút này. Bổ. Chết luôn. No. Top 2 là The Dick, à có The Dick này. Ui dồi, 88 máu. À, ấy già. Ôi dồi, mẹ hồi sinh thế, chết rồi. Ủa, sắp toàn rồi. Căng quá, căng quá, căng thẳng quá. Ai còn chưa qua số máy này. Ok. Nice. Ok, Unity à rồi. Lion à, Lion đang có 11 mạng, tạm thời vị giữ vị trí đầu tiên. Một bé này. Nay mình sẽ trở lại với BSR. Ôi rồi. Trời ơi, gặp anh Linh liếm vậy cả đi. Súng tủ luôn ơi. Lại nó bị bó lốp rồi. Cái đấy. Ừ, anh quả đấy bắn trúng trước rồi đấy mà không hiểu sao nó không lên mất máu. Ok, lên top rồi anh, lên top rồi, lên top rồi. Em muốn thì muốn. Ui rồi. Trời ơi. Má xử lý được thế nhở. Ok, 16 rồi. Lion. Nhanh thế. Ok. Mất tiêu luôn. Trời ơi. Slip. Ngon. Sao cứ giết thằng nào là thằng đấy hồi sinh luôn. Ngay gần anh luôn chứ. Slip. Game ảo thật đấy. 8 combo luôn. Trời má. Hồi sinh kìa. Ôi, tắt cuối rồi à. Ok. 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 Ôi, 21 rồi mà. Vũ nhanh thế. Từ từ ơi. Từ Vũ ơi. Vũ okay. Bắn nhanh lắm. Bao nhiêu bắn hết. Đừng lọc như thế. Shit. Ôi trời. Ôi 27 rồi. Mày thế ai chơi mày. Chưa vui vẻ thôi em. Phân bắt. Anh, em bắn chậm mà. Ui. Rồi bắn nó quá. Headshot. Này thì ok. Mày đâu có chết anh ấy. Ui đi đâu thấy người ấy này. Đâu cũng thấy người. Headshot. Ừ, 35 rồi này. Ôi cũng ơi. Ơi anh mới có 26 á. Ôi nhìn đẹp ghê. Vũ bắn người chết rồi. Cái gì đấy? Sao mày cầm khẩu này? Anh có cầm súng lửa nữa cơ. À vậy. Anh em cũng là sau sau kích Vũ rồi anh ạ. Chứ chơi vui vẻ thì hai người lại được rồi. Chơi vui vẻ đấy đấy. Nói với nhau một câu vui hai câu vui mà chơi. Trong khi anh em được có 30 mạng. Mình đã 37 mạng. Anh em hỏi xem như thế có được không? 38 39 rồi này. Đấy, ôi từ đánh từ đấy anh làm clip em ơi. Để phanh em ơi. Đấy làm clip. Okay. Phanh nhá. Hạm. Em dừng lại. Kim hấp con thú trong người lại. Triple kill. Chơi clip nó ngắn quá. Ủa bắn đi anh, em dừng rồi. Anh 34 rồi. Đợi anh lên khoảng tầm 36 mạng thì em 38 nhé. Rồi. Rao này anh, rao này, tao đi đây. Trúng chuối. Ôi dồi. Ai cầm trúng chuối vô cho vậy. Anh bị đứa sợ, nó dí chết anh rồi.
Ok này, 36 này. Ok, cố lên. Hello Duck nha, hello em. Ôi, chỗ nào cũng là người. Được chưa. Chưa. Đấy, solo thôi. Ok, 37 rồi, 37 ạ. Một bàn nữa rồi em săn nhá. Đầu thi. Lâu. Một tích mà. Ai đấy top của em đâu. Anh Linh kia diễn viên. Anh Linh kìa, anh Linh. Ok, 39 rồi, 39 thôi. Một bàn nữa thôi. Còn một bàn nữa thôi em ơi. Ôi xong, toàn rồi. Cảm ơn Vũ nha. Lệnh hơi cái gì vậy? Bây giờ Vũ non thế nhỉ? Top 2 này. Ai là gái rồi? Dậy sớm. Ôi dồi. Ui. Ôi dồi. Vũ nhường. Thôi đùa đấy. Vũ nhường tự nhiên. Thôi coi như là có clip anh em nhưng mà cũng hơi quê tí. Không, mà ăn một lúc 27 mạng rồi. Phụ chấp, sao bắn nhanh thế nhỉ? Đầu game anh cố gắng lắm rồi đấy, chứ mà cuối cùng vẫn tạch. Về sau vẫn cầm shotgun nó bị trễ quá. Càng lúc sau mà anh mới được có mỗi 25 mạng, 27 mạng. Thế thì sàn đấu thì cũng được, chỉ được như thế thôi. Chỉ có em là cao hẳn thôi, được rồi. Trận đêm mình rồi. Ôi giời ơi. Ôi cảm ơn Lion nhá. Chà. Liên minh còn kèo nữa. Ui, Lion tặng nhiều thế. Chơi con kèo. Chơi vui thôi. Này quân. Đổi gió thôi anh em ơi, chơi đổi gió thôi. Hôm nào quân lại bắn nhau kêu em tiếp nha. Thứ tư đấy. Ủ vô toàn chơi nhanh quá. Ui, 99 con kiều. Cảm ơn Lion. Kiều quá. Qua bên Nemo. Mà cái Nemo là nó... Combo 99. Nó chiết khấu kinh vãi rồi. Anh em nào 100.000 nhưng mà mình chỉ nhận được 1 đô. Sợ thật. View anh cũng ảo lắm. View anh nào. Anh vào chưa. Mời anh lên nghe. Qua cái Mike lên mình sẽ ngặt. Ê vào rồi này. Tiến vô. Đâu tiến đâu. Ok, rồi. Thiếu một. Vì tên lương này thắng luôn thì mình nhiều thì anh còn mời ai mời đi, ai vào chơi thì mời. Mời đi vào chơi thì mời.